Tội ghê đó. Đang khổ đó. Trời có đánh không tránh bữa ăn mà. Anh ăn cơm vậy nè. Con nhậu một con rồi. Không đi rượu vậy. Đường ngáo chưa? Lùi nữa hả? Bạn xem nè, qua chiếc xe luôn nè. Thank you.
này trên kia còn chiếc xe đang nằm trên đó đó, xe đang nằm trên dốc kìa. Đó thì xe thì kia đang nằm trên dốc các bạn xem đó. Xe đây đang nằm trên dốc đây, tay này lên chưa được, các bạn đang xem nó bơi đó. Bơi hả? Lên cái dốc trời. Trời, lên dốc trời các bạn xem ơi. Đã đổ dây không anh Đại? Đổ dây không? Thôi, thử có tàu này. Ba chiếc xe. Trời, ba chiếc xe đó. Ghê chưa? Xe bắt đầu lên dốc trời. Xe bắt đầu lên dốc trời các bạn xem. Họ đặt dốc trời là biết rồi. Ghê quá. Xe quá cực cực mạnh. Rồi các bạn xem xe đang lên cái dốc trời nè. Đang tới nè. Đổ hết đóng keo rồi. Ô. Đổ đóng keo rồi. Đâu lên dốc trời, đúng là dốc trời. Đúng là dốc trời đây. Chết anh đẻ ơi. Đi đường đi được không? Chết, còn hai chiếc ở sao biết đi sao được cho ta. Đổ hết một đống keo rồi nè. Trời, đổ này cỡ 4-5-6 tấn keo rồi. Có tập quay là của bố chú đây nhìn chào. Đủ, lẽ tạp lên cũng đâu quay cái con ấy rồi.